Hôm nay Harry chuyển sang chỗ ở mới, do là Harry sẽ đi đi về về giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đó nên là Harry quyết định thuê một căn luôn. Harry đã sắm sửa nhiều đồ dùng cho nhà của mình ở bên Hàn Quốc lắm. Giờ thì các bạn cùng unbox với Harry nhé. Đây sẽ là đồ đầu tiên của Harry. Đó là cái gì đây? Dạ, tạm thời thì Harry không có kéo, Harry không có cái con dao gì hết trơn, cho nên Harry phải lấy cái cuốc, Harry phải mở cho nó dễ nha mọi người. Và đây là cái mền nha cả nhà. Đúng rồi đó, tại vì Harry sắp có hai khách cho nên Harry phải mua cái mền sẵn, không thì họ lạnh chết. Và tiếp theo sẽ là đồ gì đây? Đó là cái khăn nha mọi người. Harry thấy cái màu này nó rất là đẹp á, nên Harry phải mua sẵn 10 cái luôn. Và đồ tiếp theo sẽ là, cái này là cái giỏ của cái gối nha mọi người. Cái giỏ gối màu tím tím, Harry thích quá, Harry mua 2 cái tại vì có 2 khách lận. Không biết mọi người thì sao, cho Harry rất thích cái tiếng mà mở đồ á mọi người. Và đây sẽ là, đó là cái ruột gối nha mọi người, và cộng thêm ở ngoài luôn. Và Harry phải mua cái giỏ ở ngoài thêm cái nữa, để mình mỗi tuần đó là mình giặt qua giặt lại, mình xài qua xài lại cái khác vậy đó mọi người. Rồi còn cái này là cái gì đây? Đây sẽ là, dạ đúng rồi đó, đây là dầu gội đầu nha mọi người. Thật ra thì cái đó Harry xài thử thì Harry thấy cũng bình thường chứ không có ưng lắm, hơi buồn. Còn cái này là cái gì đây? Ây cha, nó dính cái gì bậy bạ nha. Chết rồi, cái gì vậy? Có bể không? Dạ, nó bể phía trên mọi người, tức ghê. Đây là cái đồ rửa chén. Còn đây là cái đồ mà gội đầu dành cho da đầu thôi nha mọi người. Đây là cái khăn giấy nha cả nhà, nó hơi bị rách một chút xíu nhưng mà xài thì không có vấn đề gì đâu. Bình thường á Harry hay đập bằng cái cùi chỏ đó để cho nó dễ mở đó mọi người. Còn cái này thì dạ đúng rồi, đây là kem đánh răng. Harry mua tới 5-6 cái lận. Còn cái này á, có thể lau tất cả mọi thứ, mình giặt qua giặt lại xài được tới 10 lần lận á mọi người. Và cái này là nó được phân loại, về với thiên nhiên cũng được nữa. Nói chung là mình sẽ nghĩ tới thiên nhiên một chút xíu. Đây là xà bông giặt đồ nha mọi người. Cứ mỗi cái bịch nhỏ nhỏ như vậy á, mình có thể giặt được 6kg đồ đó. Rất là đã nha, dễ thương. Đây là đồ lót sàn. Mình để cái này trước xong rồi mình nằm, sau đó thì mình lấy cái mền đắp là xong đó mọi người. Giờ thì Harry sẽ đi giặt mấy cái chân mền đệm lót trước đã. Cái khu mà Harry ở ha, nó có chỗ giặt đồ, có chỗ sấy đồ mọi người. Thật ra thì nhà mình cũng có cái giặt đồ, nhưng mà vấn đề là cái đó đó, giặt cái mền nó không được, nó không có hiệu quả. Cho nên Harry phải buộc xuống dưới để giặt đồ đó mọi người. Và đây là cũng lần đầu tiên Harry dùng cái máy giặt này, cho nên Harry cũng hơi kiểu như là ngơ ngơ, không hiểu. Mình phải đọc cái hướng dẫn hết từng cái thì mình mới biết được ha. Nói chung là nó có những cái khổ nhưng lại nó rất là có gì đó thú vị và nó rất là vui. Bản thân Harry á, thì lúc nào cũng có cái chỗ nào mà môi trường mới hay là cái gì đó mình phải thích nghi á, mình cảm thấy nó hứng thú lắm. Mình thích, rất là thích khám phá, rồi mình rất là thích kiểu như là thử này thử nọ. Mình không biết sao chứ mỗi lần mình vượt qua cái đó mình cảm thấy là ê sao mình giỏi quá vậy. Nó hơi xàm nhưng mà nó là như vậy đó mọi người. Lần này thì các bạn biết rồi đó, Harry mua thứ hơi bị nhiều, giống như là mới dọn nhà ở mà mọi người. Thì mua cái mền rồi mua cái đồ mà lót sàn rồi tùm lum tà la tà lơ, cho nên Harry phải giặt hết tất cả mọi thứ.
Nói chung là nguyên cái đêm này á, là Harry toàn là giặt và sấy, giặt và sấy, giặt và sấy. Trong thời gian này tới lúc ngủ thì Harry lại giặt và sấy liên tục cho tới 5-6 giờ sáng đó mọi người. Đây là phòng giặt đồ của tòa này đó mọi người. Nó rất là dễ thương ha. Nó có máy giặt rồi máy sấy, thùng lớn, thùng nhỏ có hết. Và trong lúc mình giặt đồ á, thì thông thường là giặt đồ khoảng chừng gần 1 tiếng. Thì cái bên nó có cái đồ mà chơi game vậy đó mọi người. Cho mọi người chơi á, thì mình cũng đang rảnh mà, mình phải chờ đợi mà. Thì mình sẽ chơi. Chơi game để xả stress. Còn Harry thì không biết sao stress nó cứ thua hoài, mình cứ bị stress hoài luôn đó mọi người. Và trong lúc mà mình chơi game cũng là trôi qua một tiếng rất là nhanh luôn. Thì Harry sẽ lấy đồ ra để mình phải sấy đồ nữa đó mọi người. Đó, lấy ra rồi nhét vô cho từ cái thùng lớn luôn cho nó sấy đã. À, và ở đây nó rất là, nó có cái đặc biệt riêng nha. Ở đây nó không có bỏ vô nhét vô tiền hay là thanh toán tiền liền. Ở đây tất cả mọi thứ là lấy cái thẻ, thẻ của nhà đó. Mình bấm piết piết vậy đó. Rồi sau đó thì nó sẽ tự cộng vào hết cái tiền quản lý. Sau đó thì mình đóng một lần á mọi người. Tomorrow. Ngạc nhiên. Hộp nó dạng kiểu vậy, nó phải để trong tủ lạnh liền cho nên Harry phải khui gấp để nó không có bị hư. Còn ngoài ra thì Harry tính khui qua một lần luôn. Và đây là vô kết nha mọi người ơi. Và bây giờ thì sẽ tới thời gian khui đồ rồi mọi người ơi. Đây sẽ là cái đồ mà để sẵn dưới á, nó làm cho nó có cái điện nó ấm ấm á. Thứ hai cũng là dạng như vậy luôn, nhưng mà cái size là nó queen size, nó rộng hơn một chút xíu. Còn cái này là Harry mua khẩu trang màu đen 100 cái, màu trắng 100 cái. Còn cái mà Harry đang mở đó, cái đó là người ta cho khuyến mãi á mọi người. Nói chung là tổng cộng là 200 cái khẩu trang. Total là tiền Hàn Quốc là 107.000 won nha mọi người. Còn đây á, là kem dưỡng da, thì phải mua 4 cây lận. Đây là đồ rửa chén nha mọi người, nó có thể là phân loại được. Nó làm bằng cái bắp đó mọi người, nó rất là dễ thương. Một bộ thế này là 5 cái. Đây là đồ bao tay khi rửa chén nha cả nhà. Harry mua nó là 7.000 won cả tiền phí di chuyển ha. Màu xám xám, Harry cảm thấy nó nhìn sang, rất là thích. Các bạn thấy không? Những cái gì mà liên quan tới đồ ăn là tự nhiên cái miệng của mình nó cảm thánh như vậy đó. Chắc các bạn cũng đang thắc mắc là cái này là cái gì biết không? Đây là granola đó mọi người, trời siêu ngon. Harry chưa bao giờ ăn cái một cái granola nào mà nó ngon như vậy luôn á. Harry đã mua 3 vị mà người ta cho là ngon nhất và tổng cộng là 32.000 won. Harry mua để giảm cân mà coi như thất bại rồi đó mọi người ơi. Còn đây là bàn chải lưỡi nè. Đây là cleansing oil 17.000 won. Harry thấy trên mạng có một cái khẩu trang rất là đẹp nữa cho nên Harry mua 50 cái, 27.000 won. Đây là đồ cân nặng 270.000 won. Nó có thể là đo được cái cơ hoặc là những cái mà lượng mỡ. Tất nhiên là nó không phải là quá rõ 100%, nhưng mà nó cũng mình nhắm được á mọi người. Lúc giảm cân thì Harry cảm thấy nó rất là cần thiết nên Harry mua luôn.
ba có điển rồi thì mình phải làm gì? Mình phải đo cân. Tất nhiên kết quả là bí mật nha mọi người. Tối nay thì có bạn nhạc sĩ xin tố rủ đi ăn tối chung, cho nên đi ăn. Và Harry không có trả tiền, bạn kia trả tiền nên không có tốn tiền gì hết. Và món ăn thì nó rất là siêu ngon. Nói chung là cái gì mà miễn phí thì đều ngon, đúng không mọi người? Đi ăn đi chơi xong rồi về nhà thì Harry đi giặt đồ tiếp đi mọi người ơi. Vẫn là chỗ cũ nè. Giờ thì Harry thấy quen thuộc cho nên chuyên nghiệp hơn nữa đó. Harry vẫn còn nhiều đồ để unbox lắm. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.